Mình xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chim trang mà YouTuber của Miếng Đứng. Một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì em cũng chia sẻ cho mà mấy anh mới vậy và câu chuyện là thiền âm bên bờ vũ trụ. Thì hôm nay thì em cũng nói cho mà đến một anh, hiện bây giờ đó là cái anh đó tên là Thế Văn Pháp. Thì em cũng có đôi lời này, thì em cũng khuyên anh mà thấy pháp đó, như mà thế này. Bây giờ em nói cho mà trong thiền âm bên bờ vũ trụ nghe trước, cho mà mấy anh chị em và theo dõi, và nếu thấy đúng hay sai như mà nó thế nào. Thì trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ á, thì những các chư thầy em chổng á, thì họ đã không bao giờ nói gì đến anh mà thấy nhân pháp như thế nào hết đó. Thì trong chỗ thì các sư thầy thì đã dạy cho năm chú tiểu mình học những điều hay lẽ phải, nói chung là dạy những rất là điều tốt không ạ, nhưng mà không có dạy những điều gì xấu hết trong mà cho năm chú tiểu mình. Thì năm chú tiểu mình thì được mà những mà bạn bè trong nước và ngoài nước và rất là nhiều người, người ta mà yêu thích cho năm chú tiểu này rất là nhiều, người ta mà ủng hộ rất là nhiều đó. Tại vì năm chú tiểu này đã lên và thi mà hết thức danh hài đạt thì cũng giải rất là cao, mọi người thì yêu mến đó. Thì trong đó thì cũng có mà Nguyễn Tấn thì cũng rất là yêu mến cho năm chú tiểu này và luôn luôn đó. Thì trong chỗ thì thấy thì trong mà năm chú tiểu mình thì hấp tâm nghi tâm và những mà năm chú tiểu kia thì rất là khôn đó. Thì nói chuyện rất là ngoan, nó ngoãn, nhưng mà những các chư thầy ông trọng thì cũng đã bỏ ra nỗ lực, bỏ ra công sức rất là nhiều, đã đứng ra và dạy dỗ. Thì đâu là làm người, đâu là đúng và đâu là sai, dạy cho những mà các chú tiểu ông trọng đó. Thì mà hạnh người đó. Thì gần đây thì trong mà bộ phim mà Phật Trần Đạo thì tập 1 và tập 2, thì thầy Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên thì những các chư thầy ông trọng thì cũng đã bỏ ra và công sức rất là nhiều, bỏ ra thì thời gian, nhưng mà không có mà thời gian mà nghỉ luôn á, nói chung là gì không có thời gian mà nghỉ, tại vì đã dạy cho năm chú tiểu mình đóng được bộ phim Phật Truyền Đạo đó. Thì trong đó thì có một pháp tâm thầy đóng trong vai diễn, thì đó, trong mà vai chính là mà ông Phật, nhưng mà pháp tâm đã ngồi trong mà cây bồ đề, nhưng mà trong đó thì trong trọng thì đã đứng ra, đã nói ra những là rất là điều hay, dạy cho chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai, và đạo làm người, nhưng mà mình phải cần mà học hỏi theo những mà cái gì đúng và cái gì sai đó. Nhưng mà em cũng nói cho mà mấy anh mấy chị hay như thế này, nhưng mà mình đừng có nghe lời một mà cái chiều hướng nào đó, mình đừng có nghe lời theo một cái mà thông tin nào đó mà không có đúng được được cái sự thật, không đúng được cái khách quan. Thì mấy anh chị mình phải sàng lọc lại và những mà thông tin là không có đúng chính xác, những mà cái gì mà mình đã thấy, mà khi nào mà mình đến tận tay nghe và tận mắt thấy, nhưng mà bên những cái gì đó nó không đúng, thì mình phải tìm hiểu nguyên do. Nhưng mà gần đây thì cũng có và những mà số người rất là ngạo mạn, rất là mà ngạo mạn, thì bất chấp mà thủ đoạn, nó tại vì bất chấp là rất là thủ đoạn, đứng lên và bôi nhọn và xuyên tạc về bên tỉnh thất Bồng Lai này. Em thấy rằng những mà mấy người đó thì làm như vậy là hoàn toàn nó không được đúng và không được chính xác cho mình lắm, rất là nhiều đó. Thì bất chấp mà thủ đoạn, những mà thủ đoạn mà lấy những mà thông tin giả và gán ghép cho những mà trong mấy người trong mà tỉnh thất Bồng Lai rất là nhiều.
thì mấy anh chị mình phải xem đi xem lại trong tỉnh thất cũng đây mình có làm đúng hay là làm sai, có mà sai những điều gì mà hay không đó, thì mấy anh chị mình phải sàng lọc lại và coi đó. Tại vì nếu mà kinh mà năm chú tiểu trong tỉnh thất cũng đây làm sai á, thì đã có mà cơ quan chức năng người ta làm việc xử lý là nó rất là lâu rồi, đúng không? Thì xử lý thì nó cũng rất là lâu rồi, mà trong thiền âm bên bờ vũ á, là bị tấn á, không phải nói là mình gần nhà nhưng mà mình biết như thế nào. Nhưng mà những các thầy ông chổng nếu mà họ sai thì á, lương tâm của họ thì họ biết hai bên đã giác họ gánh họ chịu. Như nếu mà người nào mà vu oan mà giác họa mà không không có mà nó có, thì những người đó thì nói chung là gì, sau này thì gieo nhân nào thì gặp quả báo đó. Tại vì nhà mà mình gieo nhân nào thì mình gặp quả báo đó, là điều như đó, là điều đó rất là đúng và chính xác. Nhưng mà bây giờ em cũng nói cho anh mà thấy nhân pháp và hoài lời như thế này, nhưng mà em nói và em chỉ và nhắc nhở và cho anh thôi, nhưng mà em không bao giờ thì em nói nặng hay nhẹ và anh như thế nào hết, nhưng mà mong anh và hiểu như mà về những câu chuyện của em ha. Bây giờ hôm hôm qua thì bữa kia cách đây cũng 4 ngày rồi, thì thấy anh thấy nhau hấp, thì ảnh có đăng lên mà chỗ cộng đồng bên mà kênh ảnh, ảnh thì đột mà thưa kiện bên mà thiền âm bên bà vũ trụ đó. Bây giờ em hỏi anh như thế này, anh thưa kiện bên bà bên mà thiền âm bên bờ mà vũ trụ, nguyên do gì anh có mà nguyên do gì và có cái mà mục đích gì thì anh mới làm được và anh mới mà thưa kiện được họ. Em thấy rằng anh là người lớn nhưng mà anh mà tu tâm dưỡng tánh, anh cũng mà bên đạo Phật, nhưng mà tại sao mà anh có lòng mà nó đối kỵ bên bên mà nam giới tiểu vậy? Đúng không? Tại vì năm đứa tiểu mình á, tại vì là năm đứa trẻ là con nít, năm đứa trẻ đó đó kêu anh đó, tới bằng chú hoặc bằng bác đó. Nhưng mà anh không có bao giờ có lòng mà quỷ tha thương năm đứa trẻ đó hết. Tại sao vậy? Trong mà kinh thì của Đức Phật thì có nói mà một câu như thế này, nhưng mà em thì cũng nói cho mà anh nghe. Đức Phật có lòng bao dung, có lòng quỷ tha, yêu những mà muôn loài quặng vật và chúng sanh. Con người mình là chúng sanh nè, nhưng mà mình cũng có lòng quỷ tha, quỷ thương, mình phải thương yêu những cái gì. Nếu mà họ làm sai thì họ chịu, nhưng mà anh lớn rồi, anh cũng là năm nay cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà anh đừng có làm những chuyện gì mà không có đúng cho mình. Thứ hai thì anh thì cũng mà quay đầu là bờ, thì anh đừng có mà moi móc những chuyện gì bên năm chú tiểu nữa. Thì em thấy rằng anh làm những điều đó là đúng, mình quay đầu là bờ, đừng có mà moi móc chuyện trong mình nát cùng lai ra nói như thế nào hết. Và trong năm chú tiểu nữa, mình là người lớn nhưng mà con nít mà mình lại mà đi mà so đo mà nói chuyện họ khi đồ, em thấy rằng điều đó thì nó không có đúng thiệt luôn á. Mình là đàn ông, mình mà người mà đàn ông phải không, mình phải làm chuyện đúng việc đúng, làm chuyện cái gì có ích cho xã hội, làm những chuyện gì và có ích cho mà bản thân mình thì mình nên làm, đừng có làm những chuyện gì mà không có ích cho mình thì mình bước đi theo nữa, thì con đường mình sẽ và đi theo mà nó quét xe đổ, nó đi theo mà quét xe đổ.
Thì đôi lời thì này thì em gửi cho anh mà thế nhân pháp đó, và nghe và hiểu. Anh đừng có mà moi móc chuyện cho chuyện năm chú tiểu ra nữa, đừng có mà chuyện mà nói chuyện mà cái gì trong trình mà thiện âm bên bờ vũ trụ. Họ cũng là đạo Phật nhưng mà họ cũng là tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà họ tu là nó tại gia, tu tại nhà hả? Tại vì là tu tại nhà. Ví dụ bây giờ ai vậy nè, bây giờ an cư hay niệm Phật này, nhưng mà người ta không đi vô chùa tu, nhưng mà người ta tu tại nhà, người ta tu tại nhà tự của người ta, nhưng mà người ta không có đi mà nó cạo đầu đó. Nhưng mà trong đó thì cũng có nói mà đôi lời cho anh thấy pháp này, thì em cũng có vài câu em cũng nói như thế này: tu tâm, tu đâu tu nhà đó. Tu không cần mà đầu tóc mình nó phải cạo, để tóc thì tu cũng được, cạo đầu tu cũng được, như mình tu bằng nó từ mà nó chét tâm của mình, từ mà nó tâm động của mình, từ mà chét tim của mình, tu bằng tâm của mình, không phải tu mình tu bằng cái miệng, tu bằng cái tâm không phải tu bằng cái miệng. Tại vì em thấy anh á, anh thì có bên đạo Phật nhưng mà anh làm những chuyện đó là đi soi bói những chuyện mà bên năm chú tiểu á, em thấy hoàn toàn là nó không có đúng được đâu, không có chính xác. Thì em cũng khuyên anh rằng ngừng lại những gì anh đang làm bây giờ, thì anh quay đầu là bờ là được. Thì mấy anh chị mình Hòa thấy là Hòa em Hòa nói sai hay là em Hòa nói đúng như thế nào, thì mấy anh chị thì cho em một lời nhận xét. Hòa nhớ Hòa thấy Hòa hay Hòa được mà bình thường thì nhắn nhắn nút Hòa nó đăng ký cho em, Hòa theo dõi. Hòa em cũng chân thành Hòa cảm ơn Hòa mấy anh chị mình xem một video của em thật đầy ý nghĩa và tràn đầy Hòa hạnh phúc. Thì em cũng gửi cho anh thấy Hòa khóc, nhưng mà em mong mong anh rằng quay đầu là bờ, bỏ những chuyện gì mình đang làm. Chào anh chị nha. Bữa nay thì trong nhà em thì nó có mái che, thì nó không có nó, tại vì nó hơi tối thôi.